Sáng 16 tháng 6 năm 2021, một nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên cho biết, có một nhân viên y tế là điều dưỡng khoa nội thần kinh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã nhiễm COVID-19. Theo thông tin ban đầu, ngày 15 tháng 6 năm 2021, nhân viên y tế là điều dưỡng khoa nội thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược có chồng bị ho, sốt, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược và được kiểm tra nhanh dương tính với COVID-19. Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định người này dương tính với COVID-19. Vợ của bệnh nhân này là điều dưỡng khoa nội thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược cũng được xét nghiệm và dương tính với COVID-19. Trong một diễn biến khác, một người đàn ông làm photocopy ở cổng Bệnh viện Đại học Y Dược cũng nhiễm COVID-19. Người này có vợ làm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng nhiễm COVID-19. Sáng 16 tháng 6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân và xét nghiệm đối với các nhân viên làm việc ở bệnh viện này. Ghi nhận tại bệnh viện, các cổng đều đóng và thông báo ngừng tiếp bệnh nhân. Tại sảnh bệnh viện, các nhân viên xếp hàng chờ được lấy mẫu. Tại cổng số 5 đường Tản Đà, chỉ có các nhân viên của bệnh viện được vào để lấy mẫu xét nghiệm. Một số người nhà bệnh nhân mang đồ ăn và đồ dùng cho người nhà phải gửi qua hàng rào, chứ không được vào trong. Bệnh viện Đại học Y Dược sẽ lấy mẫu toàn bộ nhân viên khoa nội thần kinh và những người tiếp xúc là khoảng 336 người. Bệnh viện cũng sẽ xét nghiệm cho toàn bộ bệnh nhân nội trú. Sáng nay, Viện Pasteur TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC đã đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ để báo cáo Bộ Y tế. Trước Bệnh viện Đại học Y Dược thì có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn cũng đã có nhân viên mắc COVID-19.